người ta nêu ra một con số là nếu mà vào đầu năm 2021 á, bạn đầu tư 1.000 đô vào Sol. Đầu năm 2021 thì mình cũng không quan tâm mấy đến Solana đâu. Cái này có phải là nói trực tiếp đến Ethereum không? Nhưng mà thật sự là những cái tăng trưởng gần đây của Sol thì khiến nhiều anh em cũng rất là bất ngờ. Còn điều cần đủ là money game, là cái dòng tiền ở trong hệ sinh thái đó. Chứ họ không đi theo hướng của khá nhiều proof of work blockchain. CEO của FTX cũng là một cái contract là cá xem là Solana có vượt qua được giá 2 đô đúng không? Nó có một cái hướng đi khá là khác và về mặt nền tảng thì cũng đáng để follow đấy. Hãy đầu tư vào dự án trên Solana chứ đừng đầu tư vào Solana. Đây là Coin68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào các bạn, đây là chương trình DeFi Discussion và mình là Hồng Phong đến từ Coin68. Nói về DeFi Discussion đi, đây là một chuyên mục mà bọn mình sẽ dùng để chia sẻ những cái góc nhìn, những cái quan điểm của bọn mình, team nghiên cứu chuyên về thị trường tiền mã hóa và đặc biệt là mảnh ghép DeFi của thị trường. Trong số DeFi Discussion ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vị khách mời là Nguyên. Mình sẽ để Nguyên tự giới thiệu. Hello, xin chào anh em. Mình tên là Nguyên. Thì một vài anh em có tham gia cộng đồng của FOMO Sapien thì cũng biết đến mình với biệt danh là George. Thì rất vui khi được tham gia số podcast hôm nay và chia sẻ với anh em những nhận định của mình. Thực ra nhận định thì nó cũng hơi quá đi. Thì những gì mà mình tìm hiểu được về thị trường tiền mã hóa và đặc biệt là DeFi thì hy vọng là anh em sẽ enjoy chương trình hôm nay. Ok, cảm ơn Nguyên. Vậy thì mình sẽ bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay với một con số. Cách đây mấy ngày thì mình có đọc được một cái report của một team làm về Solana và các bạn trong cộng đồng cũng nói về dự án này khá là nhiều trong thời gian gần đây. Thì ở trong báo cáo đó người ta nêu ra một con số là nếu mà vào đầu năm 2021 á, bạn đầu tư 1.000 đô vào Sol, tức là bạn mua token Sol, thì đến hết tháng 6 năm 2021 này thì bạn sẽ có lợi nhuận là 21.800 USD. Tức là x210 lần. 21 đúng rồi, x21 lần. Nguyên nghĩ tại sao nó đây là dự án này lại có cái ROI cao như vậy? Trước hết thì mình cũng muốn chia sẻ đó là giai đoạn đầu năm 2021 thì mình cũng không quan tâm mấy đến Solana đâu. Thì nhiều bạn cũng biết là giai đoạn đầu 2021, đặc biệt là tháng 1, thì Solana nó có một cái release plan khá là khủng. Thì giai đoạn đó mình cũng không tập trung mình nghiên cứu nhiều về Solana, tại vì theo mình phân tích thì nếu mà với một cái release, một lượng mà token release lớn kinh khủng như vậy thì khá khó để cho Sol giữ được giá trong dài hạn, đúng không? Nhưng mà thật sự là những cái tăng trưởng gần đây của Sol thì khiến nhiều anh em cũng rất là bất ngờ. Thì tại vì có một thời gian mà mọi người từng cá với nhau, thậm chí cả Sam Bankman-Fried CEO của FTX cũng là một cái contract là cá xem là Solana có vượt qua được giá 2 đô đúng không? Đúng rồi, là ngay cái đợt mà Sol chuẩn bị release token đó luôn. Thì nếu mà xét về mặt tokenomics thì nó khá là tệ, nhưng mà nếu như mà anh em so sánh về khía cạnh mà sản phẩm đi thì Sol là một giải pháp về blockchain mình đánh giá cũng là khá là sáng tạo. Thì cái vấn đề họ giải quyết là họ làm sao để cho cái tốc độ xác thực block nó nhanh nhất. Thì họ không chú trọng vào cách xác thực block như nhiều blockchain proof of work hiện tại. Tại vì khi mà xác thực block đi thì anh em sẽ ví dụ như node ở Việt Nam sẽ phải chờ node ở Mỹ xác thực cái thời gian của cái giao dịch đó, và vì cái tốc độ truyền tải sau đó của mạng lưới thì nó sẽ bị trễ, và cái việc mà xác thực chính xác thời gian của cái giao dịch nó sẽ có đôi chút chênh lệch, mất rất là nhiều thời gian. Và cái này thì
Cái này có phải là nói trực tiếp đến Ethereum không? Là thời gian xác thực của nó khoảng 5 phút và một lần và transaction per second của nó thì chỉ là 15 transaction per second thôi. Trong khi của Solana con số đó là 0.4 giây. Đúng rồi, đúng rồi. Để xác thực. Đúng rồi, thì thay vì xác thực block thì như mình nói họ họ chuyên về xác thực, họ chú tâm về xác thực chain, tức là họ chỉ make sure là cái giao dịch A này nó diễn ra trước cái giao dịch B thôi. Tức là họ quan tâm việc xác thực đến cái mối nối giữa hai cái block, chứ họ không đi theo hướng của khá nhiều proof of work blockchain. Thì mình thấy cái đó là cũng là một cái khá hay của họ. Một cái khía cạnh khác đó là cái cơ chế đồng thuận Byzantine của họ á. Thì cái này cũng nhiều dự án trước đó đã sử dụng rồi, nhưng mà việc Sol kết hợp Byzantine với lại cái cách tiếp cận proof of history hồi nãy mình nói á, là cái việc mà xác thực chain á, thì là nó tạo cho Sol một cái tốc độ xử lý khá là ấn tượng. Thì cái đó là theo những thông tin mình tìm hiểu thôi. Thì mình thấy wow, nó có một cái hướng đi khá là khác, và về mặt nền tảng thì cũng đáng để follow đấy. Bởi vì bạn không thể xử lý một cái vấn đề cũ bằng một cái giải pháp cũ, đúng không? Tức là bạn khi mà một cái vấn đề mình nói lộn, bạn không thể xử lý một cái vấn đề tức là bạn không thể xử lý một cái vấn đề mới bằng một cái cách làm cũ, một cái giải pháp cũ. Đúng rồi. Thì cách Sol làm cái giải pháp họ đưa ra thì khá là hay. Một cái đó là về vấn đề nền tảng ha, là về vấn đề product của Sol. Còn về hệ sinh thái thì mình thì cái thị trường này nó nền tảng nó một phần thôi, còn điều kiện đủ là money game, là cái dòng tiền ở trong hệ sinh thái đó, làm sao để mà thu hút dòng tiền vào thổi các sản phẩm ở trên nền tảng của mình lên và giữ được dòng tiền trong hệ sinh thái đấy. Thì Nguyên thấy Solana đã làm được những cái gì? Thường thì mình consider một dự án hoặc là một hệ sinh thái theo khía cạnh build và sell. Thì những gì mà mình chia sẻ hồi nãy đó là về vấn đề build đi, thì Solana làm cũng khá tốt. Nhưng mà về cái vấn đề sell thì mình đánh giá Solana có nhịn hơn. Đó là họ xây dựng một cái hệ sinh thái khá là, nói chung là nó nở ra rất là nhanh. Và đánh giá là các dự án trên Sol là ra rất là kinh khủng trong thời gian gần đây. Tất nhiên là chất lượng của từng dự án thì mình không dám đưa ra nhận xét, nhưng mà về tốc độ phát triển của hệ sinh thái thì có thể nói là nó rất là nhanh. Có thể thấy là những cái mạng mà như Aggregator, những cái mạng như Oracle cách đây khoảng một tuần hay hai một tháng hay hai tháng gì đó thì hầu như là rất ít dự án, thì bây giờ trên Sol nó đã phủ hết được những cái mạng này rồi. Thì Oracle thì có Pix này, có PYTS, rồi Ben. Rồi, đúng không? Và họ còn có Sweetball nữa. Thì biết là một cái dự án Oracle mà mình đánh giá là có độ phủ rất là nhanh, và được rất nhiều ông lớn ở trong các lĩnh vực truyền thống quan tâm. Thì biết cũng là một cái giải pháp mà có mặt trên khá nhiều sản phẩm của riêng trong hệ sinh thái Solana. Thì mình nghĩ đây là một Oracle rất đáng theo dõi. Rồi mình back về vấn đề hệ sinh thái hồi nãy của Sol đi. Thì ở cái khía cạnh theo đi, Sol làm một cách rất là hay, đó là họ làm marketing rất là chuẩn chỉnh. Các bạn thấy là trên Twitter thì các dự án của Sol thường retweet cho nhau rất nhiều. Ví dụ như ông Parrot thì hay đi retweet cho ông Curio. Rồi Mango nữa. Mango thì hay mention đến Serum, kiểu như vậy thì nó tạo ra một cái network effect. Tức là ví dụ như anh Mango thì sẽ có những cái tập follower riêng của họ. Serum thì tập follower của họ thì nhiều khả năng sẽ bao trùm hết những dự án trong Sol đi. Nhưng mà Mongo có thể collab với những dự án khác như Beat thì họ cũng có tập follow của họ, thì khi mà họ retweet qua lại lẫn nhau thì cái effect trong network nó sẽ rất là mạnh. Và khi mà người dùng ở ngoài người ta nhìn vào thì người ta cũng thấy là wow, cái hệ sinh thái này nó collab với nhau khá là chắc. Thì
thì nó cũng phần nào tăng được cái tính FOMO.